Phục kích lớn trong đêm ở miền Nam Liban khiến Israel tổn thất nghiêm trọng. Mất nhiều tướng lĩnh cấp cao, Hezbollah sẽ phản đòn như thế nào sau cú sốc lịch sử? Động thái tiếp theo của Trung Quốc sau xung đột leo thang ở Trung Đông. Vũ khí hạt nhân chết người nhất thế giới đang được thử nghiệm ở Nga. Hàng ngàn người Do Thái tới Ukraine đón năm mới bất chấp cảnh báo rủi ro trúng đạn. Hàn Quốc liên tiếp phát hiện trường hợp viêm da nổi cục ảnh hưởng đến sữa bò cùng các tin tức an ninh thế giới đáng chú ý khác. Mời quý vị đón xem. Đào Thành xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình An ninh thế giới trên BNC Now. Mở đầu chúng tôi cập nhật về tình hình Trung Đông trong ngày qua. Thưa quý vị, trong đêm và rạng sáng hôm qua, một cuộc phục kích lớn và đầy kịch tính đã diễn ra ở miền Nam Liban khi các chiến binh Hezbollah chống trả một cuộc tấn công từ lực lượng Israel vào thị trấn Odessa. Hezbollah đã phục kích lực lượng Israel vào lúc 11 giờ đêm, dẫn đến một cuộc đọ súng dữ dội kéo dài suốt đêm. Một vụ đổ mạnh xảy ra giữa quân Israel gây thương vong lớn, một phần còn lại của lực lượng phải rút lui. Vài giờ sau, Israel lại cố gắng tấn công một lần nữa nhưng bị Hezbollah đánh trả quyết liệt. Trong khi đó, cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh cũng được Hezbollah triển khai ở các khu vực khác như Kefa Giladi hay Gilad Aber trong rạng sáng, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Những thông báo này xuất hiện sau một sĩ quan của lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã cung cấp báo cáo thực địa về các sự kiện hôm thứ Sáu. Tiết lộ rằng các cuộc phục kích trên trục phía Tây đã khiến hơn 20 binh lính tinh nhuệ Israel tử vong hoặc bị thương. Tuy nhiên, thông tin này đã kiểm duyệt quân sự Israel giấu kính. Cuộc xung đột này không chỉ là cuộc đối đầu về mặt quân sự, mà còn là cuộc chiến căng thẳng về tinh thần khi thông tin bị kiểm duyệt chặt chẽ từ phía Israel, tạo thêm sự bí ẩn và gây cứng cho các diễn biến thực tế trên chiến trường. Trong khi đó, tại Beirut, Reuters đưa tin Israel vừa xác nhận đã tấn công vào trụ sở tìm báo của Hezbollah tại thủ đô Liban và đang tiến hành đánh giá thiệt hại sau một loạt cuộc tấn công nhắm vào các nhân vật cốc cao trong nhóm này. Cùng lúc đó, Israel cũng đang xem xét các phương án ứng phó sau cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mà Iran đã thực hiện, nhằm trả đũa các hoạt động quân sự của Israel tại Liban. Giá dầu đã tăng trước những lo ngại về khả năng Israel sẽ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, trong bối cảnh quân đội do Thái nỗ lực đẩy lùi Hezbollah ở Liban và tiêu diệt các đồng minh Hamas tại Gaza. Cuộc không kích vào Beirut là một phần trong chiến dịch rộng lớn của Israel. Đến nay, đã khiến hơn 1,2 triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa, Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là nhắm vào người có khả năng kế nhiệm chủ tịch Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah. Hiện vẫn chưa rõ số phận của ông Hassan Safedin, Các Israel lẫn Hezbollah chưa có phản hồi nào về điều này. Theo các nhân chứng, vào sáng hôm nay, ngày 5 tháng 10, tiếng nổ đã phát ra và khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut. Quân đội Israel đã đưa ra ba cảnh báo cho cư dân địa phương về việc phải sơ tán ngay lập tức. Cảnh báo đầu tiên dành cho một tòa nhà ở khu phố Bujiam Baradne. Cảnh báo thứ hai ở quận Joyfat, và cảnh báo thứ ba dành cho các tòa nhà tại Herat Drake cũng như là Buri Ambarane. Trong một tuyên bố vào sáng ngày 5 tháng 10, Hezbollah cho biết quân đội Israel đang cố gắng xâm nhập vào thị trấn Odase ở miền nam Liban và cuộc đụng độ đang diễn ra tại đó. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 4 tháng 10 cho biết ông sẽ xem xét các lựa chọn tấn công khác ngoài việc nhắm vào các mỏ dầu của Iran nếu ông ở vị trí của Israel. Đồng thời, khẳng định rằng Israel vẫn chưa quyết định về các phản ứng với Iran khi được hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có đang cố gắng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ vào ngày 5 tháng 11 hay không. Ông Biden cho biết, ông không tin vào điều đó và nhấn mạnh rằng không có chính quyền nào đã làm nhiều như ông trong việc hỗ trợ Israel. Chính phủ Liban thông báo rằng đã có hơn 2.000 người thiệt mạng tại đây trong năm qua, chủ yếu trong hai tuần gần đây. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephen Trujaric đã lên án rằng lượng dân thiệt mạng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cũng trong hôm 4 tháng 10, hãng thông tấn xã chính thức SNN của Iran dẫn lời phó chỉ huy vệ binh cách mạng Ali Fadavi nói rằng nếu Israel tấn công, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel. Trung tá Nadav Sosani của Israel cho biết hôm 4 tháng 10 rằng quân đội vẫn đang đánh giá các cuộc công kích vào 3 tháng 10 mà ông nói là nhắm vào trụ sở tình báo của Hezbollah. Trước đó, Tehran đã tuyển mộ các băng nhóm tội phạm để thực hiện các vụ tấn công vũ trang vào Đại sứ quán Israel tại Stockholm và Copenhagen đồng thời với loạt tên lửa khổng lồ của Iran nhằm vào Israel trong tuần này, theo một nguồn tin cảnh sát Thụy Điển và một nguồn khác chia sẻ với Iran International. Những phát súng đã được bắn vào Đại sứ quán Israel ở Stockholm vào tối thứ Hai, sau đó là hai vụ nổ gần Đại sứ quán Israel ở trung tâm Copenhagen vào rạng sáng thứ Tư. Rất may không có báo cáo về thương vong. Hai thiếu niên người Thụy Điển, một 16 tuổi và một 19 tuổi, sau đó đã bị bắt liên quan đến các vụ việc này, chính quyền không tiết lộ ngay lập tức danh tính của họ. Nguồn tin cảnh sát Thụy Điển cho biết đã có bằng chứng về sự tham gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong các cuộc tấn công này. Thậm chí, Sapo, cơ quan an ninh Thụy Điển cũng nêu khả năng Iran đứng sau các vụ tấn công, dù vẫn còn là giả định thay vì thông tin chắc chắn. Nguồn tin cũng cho biết, chiến lược sử dụng các băng đạn tội phạm giúp Iran giữ khoảng cách với các hoạt động khủng bố và khiến chúng giống như các hành vi phạm tội thông thường. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo phương Tây đã nhiều lần liên kết trực tiếp các hành động này với Iran. Những vụ tấn công này không phải trường hợp đầu tiên gần các đại sứ quán Israel ở Bắc Âu. Trước đó, Thụy Điển đã phát hiện một vật thể nguy hiểm bên ngoài đại sứ quán Israel ở Stockholm vào tháng 1. Trong khi tháng 5, Iran bị cáo buộc tuyển dụng các thành viên băng đảng để tấn công lợi ích của Israel tại Thụy Điển. Iran vẫn chưa chính thức thừa nhận vai trò trong những vụ việc này. Trong các lãnh đạo nước này thường ủng hộ các cuộc tấn công vào lợi ích của Israel trên toàn cầu. Trong khi tình hình Trung Đông đang nóng bỏng, phía Mỹ có một động thái như đổ thêm dầu vào lửa ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump mới đây đã bày tỏ quan điểm rằng Israel nên tiến hành tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa gần đây từ nước này. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina vào thứ Sáu ngày 4 tháng 10, ông Trump đã nhắc đến một câu hỏi mà Tổng thống Joe Biden nhận được trong tuần này liên quan đến khả năng Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trùm nói, họ đã hỏi ông Biden rằng ông nghĩ gì về Iran và liệu ông có ủng hộ việc tấn công vào Iran hay không. Ông Biden đã trả lời rằng, miễn là Israel không tấn công vào hạt nhân, nhưng đó mới là thứ mà chúng ta cần phải tấn công. Trong cuộc họp báo trước đó, ông Biden đã trả lời rằng ông không ủng hộ các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Trump đã chỉ trích ông Biden, nói rằng Tổng thống đã hiểu sai vấn đề. Ông Trump nói, đó không phải là mục tiêu cần nhắm đến hay sao? vũ khí hạt nhân chính là mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Câu trả lời đáng lẽ phải là hãy tính công các cơ sở hạt nhân trước, rồi tính toán các vấn đề khác sau. Ông Trump cũng cho biết, nếu Iran định thực hiện các hành động khiêu kích, Mỹ sẽ tìm hiểu kế hoạch của họ. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris, ông Trump đã ít đề cập đến tình hình căng thẳng gần đây ở Trung Đông, nhưng đã có phát biểu mạnh mẽ trong tuần này chỉ trích ông Biden và bà Harris về cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong cuộc diễn biến, theo bài viết bằng tiếng Pháp tên France 24 của ám sát thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah, Hassan Nasrallah, cùng với việc tiêu diệt hầu hết các trị huy cấp cao và phá hủy hệ thống thông tin liên lạc của nhóm, đã khiến Hezbollah gần như suy yếu hoàn toàn. Điều này khiến tổ chức chiến binh người CI đã không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc trở lại với các chiến thuật chiến tranh du kích từng được sử dụng khi nhóm này mới thành lập vào những năm 1980. Hezbollah từng tuyên bốn chiến thắng thần thánh sau cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006, khi lực lượng, lượng này thành công trong việc đánh đuổi quân đội Israel khỏi Liban. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sau cái chết của thủ lĩnh Nasrallah trong một cuộc không kích lớn của Israel vào ngày 27 tháng 9, Hezbollah đang phải đối diện với một tương lai không chắc chắn. Các cuộc tấn công của Israel cũng đã phá hủy các thiết bị liên lạc và chiêu cơ sở hạ tầng quan trọng của nhóm này. Theo bài viết trên France 24, trước những tổn thức to lớn, Hezbollah sẽ buộc phải quay trở lại chiến thuật chiến tranh du kích điều mà tổ chức này từng thực hiện từ khi thành lập với sự hỗ trợ từ Iran. Và giai đoạn đó, Hezbollah hoạt động như một nhóm dân quân Hồi giáo địa phương, sử dụng các cuộc phục kích và cài bom ven đường. Giờ đây, trong bối cảnh không có chỉ huy chủ chốt và hệ thống liên lạc bị phá vỡ, Hezbollah có thể dựa vào các đơn vị chiến đấu nhỏ, tự trị, tập trung vào những trận đánh trên địa hình quen thuộc của miền Nam Liban. Các nhà phân tích nhận định rằng, việc tái tổ chức Hezbollah có thể mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm khi Israel đã kiểm soát được phần lớn kho vũ khí của nhóm này. Dù Hezbollah đã từng đối đầu với Israel trong quá khứ, nhưng lần này lực lượng này phải chiến đấu trong tình trạng suy yếu và thiếu hụt nghiêm trọng cả về nhân sự lẫn nguồn lực. Với những gì đã xảy ra, Hezbollah dường như không còn có thể hy vọng gì hơn ngoài việc kéo dài cuộc chiến này để gây thiệt hại cho quân đội Israel và giữ vững một phần lãnh thổ. Sự mất mát lãnh đạo hàng đầu và thất bại về mặt quân sự có thể là dấu chấm hết cho sự kiểm soát của Hezbollah tại Liban. Tờ sao China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông cho biết, theo các nhà phân tích, lập trường của Bắc Kinh đối với bạo lực leo thang ở Trung Đông có thể mang lại một số lợi ích khi Hoa Kỳ ngày càng bị phân tâm. Nhưng họ cũng cảnh báo về những rủi ro và danh tiếng nếu Trung Quốc không thể sống đúng với hình ảnh mà họ từ xây dựng là một trung gian hòa giải. Cuộc xung đột giữa Israel và Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ đã đẩy Trung Đông gần hơn tới một cuộc chiến khu vực và cũng có thể kéo theo Hoa Kỳ tham gia. Trong khi đó, Trung Quốc có thể tìm cách giành lấy thế thượng phong về mặt đạo đức bằng cách đổ lỗi cho lập trường hậu thuẫn Israel của Washington, đồng thời Bắc Kinh tiếp tục quảng bá mình như một trung gian hòa bình thay thế. Trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Tư ngày 2 tháng 10, một ngày sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel, người đại diện của Trung Quốc, Phu Công, đã kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Israel, phải kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự leo thang tình hình. Trong một tuyên bố có vẻ như là lời kêu gọi đối với Hoa Kỳ để gây ảnh hưởng lên Israel, ông Phu Công nói. Chúng tôi hy vọng các quốc gia lớn có ảnh hưởng sẽ có thái độ chân thành và có trách nhiệm và thực sự đóng vai trò xây dựng để tránh sự leo thang thêm của tình hình. Emil Afdaliani, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học châu Âu ở Tbilisi, Georgia, cho biết rằng Trung Quốc nhìn thấy một cơ hội trong sự hỗn loạn ở Trung Đông vì Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ phải chuyển sự chú ý ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông Afdaliani nói thêm, một lợi thế lớn khác là các cuộc chiến ở Trung Đông và sự hỗ trợ kiên định của Hoa Kỳ đối với Israel cho phép Bắc Kinh tự thể hiện mình như một người ủng hộ thực sự dành cho người Ả Rập và từ đó họ có thể thu hút thêm sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập và hồi giáo nhờ vào việc thể hiện mình là người bảo vệ quyền lợi của các nước này. Theo giáo sư Afdaliani, đối với Trung Quốc, điều quan trọng là Iran không bị suy yếu quá nhiều Răng là một nhân tố quan trọng đối với tư duy chiến lược đang phát triển của Bắc Kinh về Trung Đông. Trung Quốc hy vọng rằng sự gần gũi mà họ đã giúp xây dựng giữa Iran và Ả Rập Xê Út sẽ vẫn mạnh mẽ để giảm thiểu ảnh hưởng của Israel và Hoa Kỳ, ông nói. Ông cho biết, phản ứng của Trung Quốc là càng làm rõ sự chuyển mình trong chính sách của Bắc Kinh từ một lập trường tương đối trung lập giữa Israel và Palestine sang một lập trường ngày càng chống Israel. Ahmed Aboudou, một nghiên cứu viên hợp tác tại Chatham House và là người đứng đầu đơn vị nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Chính sách các địa vương quốc Ả Rập ở Abu Dhabi, cho biết rằng Bắc Kinh dường như đang chú trọng hơn vào việc làm mất uy tín Washington về lập trường ủng hộ Israel của họ. Ông nói, sự tập trung của Washington vào cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông đã tạo cho Trung Quốc không gian và thời gian để điều chỉnh trong các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hòa Đông, cho phép họ thúc đẩy lợi ích của mình càng lâu càng tốt, Trước khi Hoa Kỳ lại chú ý vào việc đối phó với Trung Quốc trong khu vực này. Mặc dù vậy, ông Caputo cũng nhấn mạnh rằng về lâu dài, danh tiếng của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu họ không thể sống đúng với hình ảnh mà họ đã tạo dựng cho mình là một người hòa giải hòa bình. Trung Quốc ngày càng được coi là một người chơi thụ động muốn tối đa hóa lợi ích quốc gia của mình với chi phí tối thiểu nhất có thể và khi có áp lực, họ không được nhìn thấy gần như ở đâu trong các hành động thực sự bà Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc và đồng giám đốc chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson ở Washington đã đưa ra phân tích tương tự nói rằng, một mặt Trung Quốc vẫn có thể bảo vệ mối quan hệ của mình với thế giới Hồi giáo thông qua việc ủng hộ Palestine. Nhưng mặt khác, cuộc khủng hoảng Gaza cũng cho thấy, Trung Quốc không thể tác động một cách có sức ảnh hưởng vào vấn đề Israel-Palestine, mặc dù họ mang hình ảnh là một trung gian hòa bình. Mối quan hệ của Trung Quốc với Israel đã bị tổn hại đến mức Israel khó có khả năng mời Trung Quốc tham gia hòa giải, bà Sun nói và đó là nguyên tắc cơ bản của việc hòa giải. Bạn phải nói chuyện với mọi người và phải có một mối quan hệ tin cậy và có uy tín với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột. Trong khi đó, đối với Việt Nam, cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran và Israel đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước về khả năng gián đoạn xuất khẩu sang thị trường này có thể ảnh hưởng nếu đơn hàng trong những tháng cuối năm. Trả lời phỏng vấn báo tuổi trẻ, ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, Israel hiện xếp thứ 16 trong danh sách 100 thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam năm 2024, tăng từ vị trí 22 năm 2023. Mặc dù chưa có doanh nghiệp nào báo cáo tác động ngay lập tức từ cuộc tấn công, nhưng ông Hoài cho biết tương lai của xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Israel vẫn đang treo lơ lửng. Trung Đông là một tuyến đường liên kết quan trọng giữa châu Á, châu Âu và châu Phi, khiến ông Hoài lo ngại rằng có thể xảy ra tình trạng gián đoạn vận chuyển hàng hóa đặc biệt là qua Vịnh Aden, tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường chiến lược này chiếm tới 12 cho đến 13% tổng thương mại toàn cầu và các lô hàng thủy sản của Việt Nam cũng đi qua Vịnh Aden cũng như biển đỏ. Công ty xuất khẩu cá ngừ của ông Nguyễn Mạnh Hoàng cũng đang gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu do các quy định về kích thước đánh bắt khiến họ phải nhập khẩu từ nước khác với chi phí cao hơn doanh số bán hàng của công ty giảm 50 đến 60% so với năm trước và nếu xuất khẩu sang Israel bị ngừng lại, công ty sẽ phải chịu tổn thất lớn. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, mỗi năm có 70 loại hàng hóa khác nhau được xuất khẩu sang Israel. Riêng về thủy sản, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 80,4 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Israel. Còn về tình hình ở Yemen, một quan chức cấp cao của phong trào Asa Allah liên kết với Iran còn gọi là Houthi, đã nói với Newsweek rằng Mỹ sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng sau khi họ tiến hành một cuộc tấn công mới nhắm vào Yemen giữa khủng hoảng khu vực. Sau khi có thông tin về các vụ nổ tại ít nhất 3 địa điểm ở Yemen, bao gồm thành phố của Hodeida, thủ đô Sana và Dama, hãng truyền thông liên kết với Houthi đã nhanh chóng đổ lỗi cho Washington. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Sancom, đã xác nhận rằng Lực lượng của họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào 15 mục tiêu Houthi ở những khu vực mà nhóm này kiểm soát nhằm bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tàu của Mỹ và đồng minh trong khu vực. Mỹ thường phối hợp với Vương quốc Anh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Houthi để đáp trả các cuộc không kích mà nhóm này thực hiện đối với các tàu quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến với Hamas và Israel đang diễn ra. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây đang thực hiện trong bối cảnh tình hình khu vực trở nên căng thẳng. Phó thư ký truyền thông Houthi Nasraddin Amer cảm báo rằng. Đây sẽ được coi là một hành động gây bất ổn. Ông Obama tuyên bố: "Chúng tôi coi đây là một sự leo thang và một cuộc xâm lược tàn bạo và Mỹ sẽ phải trả một cái giá đắt." Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện các cuộc tấn công kể từ khi Iran phát động cuộc không kích tên lửa lớn vào Israel nhằm đáp trả các vụ giết hại lãnh đạo quân sự của Hezbollah và Hamas. Kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ từ Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, căng thẳng đã gia tăng với Hezbollah và Houthi cũng tham gia vào các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Mới đây, phát ngôn viên quân sự của Houthi, Yahya Sari, thông báo rằng nhóm này đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Tel Aviv và khẳng định rằng cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu. Ông Sari cũng ca ngợi các chiến binh chiến đấu với các lực lượng Israel ở Gaza và Liban, nơi lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào đầu tuần này. Vào ngày 2 tháng 10, một ngày sau cuộc tấn công tên lửa của Iran, ông Yaha Shari, phát ngôn viên quân sự của Asna Ala, tuyên bố rằng nhóm này đã thực hiện một chiến dịch thành công khác nhằm vào Israel, bao gồm việc tấn công các vị trí quân sự của Israel bằng ba tên lửa hành trình QDS-5. Ông Sari ca gợi cuộc tấn công của Iran và khẳng định rằng Asna Ala sẵn sàng tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự chung nào chống lại kẻ thù Israel. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin An ninh Thế giới trên BBC nào. Tiếp theo là thông tin về căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Euronews đưa tin, một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hamas đã diễn ra tại Plesetsk, ở biển Bắc Nga. Nhưng theo các hình ảnh vệ tinh gần đây, cuộc thử nghiệm này đã thất bại, làm dấy lên lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Nga. Hình ảnh vệ tinh chụp vào cuối tháng 9 cho thấy một hố lớn tại khu vực phóng tên lửa, cho thấy cuộc thử nghiệm RS-28 Samas có thể đã gặp thất bại nghiêm trọng. Tên lửa dài 35 mét này có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và đã được một số phương tiện truyền thông gọi là Satan 2, hoặc vũ khí chết người nhất thế giới. Theo phân tích từ một nhà phân tích mở trên mạng xã hội X phỏng đoán rằng, tên lửa có thể đã phát nổ trong quá trình tiếp nhiên liệu và không phải trong lúc phóng. Ông Max Koda, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, RS-28 được thiết kế để thay thế tên lửa RS-20V Vovoda, được sản xuất cách đây hơn 30 năm. Ông Koda nhấn mạnh rằng, việc ra mắt tên lửa Sarmat có ý nghĩa chính trị lớn đối với Tổng thống Putin, đánh dấu sự hoàn thành của một quá trình chuyển đổi lâu dài. Tên lửa RS-28 đã được công bố lần đầu tiên vào năm 2014 tại một cuộc họp báo ở Moscow và mục tiêu ban đầu là hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, sản xuất đã bị trì hoãn do các vấn đề liên quan đến chế tạo, sản xuất và thử nghiệm. Về khả năng của RS-28, truyền thông Nga đã đưa tin rằng tên lửa này có thể mang tới 16 đầu đạn hạt nhân và có khả năng nhắm mục tiêu độc lập. Tuy nhiên, chuyên gia Koda cho rằng, con số này có thể thấp hơn chỉ khoảng 10 đầu đạn. Tên lửa này có tầm bắn ít nhất 18.000 km và nặng hơn 208 tấn. Bài phát biểu vào tháng 10 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết RS-28 đã sẵn sàng để triển khai, nhấn mạnh rằng chỉ có một số thủ tục hành chính và giấy tờ cần hoàn tất trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Ông Putin cũng nhấn mạnh một trong những mục tiêu của RS-28 là ngăn chặn sự leo thang quân sự và hạt nhân từ Mỹ. Nhắc lại rằng, Nga đã ký và phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, trong khi Mỹ chỉ ký mà không phê chuẩn. Theo nhà nghiên cứu Koda, việc sản xuất các tên lửa mới như RS-28 là một phần trong quá trình hiện đại hóa mà tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân đều trải qua. Sau bốn lần thử nghiệm thất bại, tình trạng thực tế của vũ khí này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông Koda cho rằng Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm trên RS-28. Bất chấp những thách thức trong thử nghiệm. Về tình hình chiến sự, Kiev Independent đưa tin, Sergei Dobriak, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Bosco, cho biết rằng, tính đến ngày 4 tháng 10, lực lượng nga chỉ cách ngoài ô thị trấn Bosro ở Donetsk chưa đầy 7 km, mặt trận phía đông gần Bosro đã chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt trong vài tháng qua, trở thành tâm điểm của cuộc tấn công của nga vào khu vực này. Fosfor đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine. Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Dobrak cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại Poros bằng bom dẫn đường một ngày trước đó. Ông nhấn mạnh rằng khoảng 80 cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hoặc bị phá hủy, khiến khu vực này thiếu điện nước và khí đốt. Thống đốc tỉnh Donetsk, Vadim Filaskin, cho biết cư dân ở khu vực phía bắc Donetsk sẽ không có nước trong một khoảng thời gian do cuộc tấn công của Nga Hiện tại, khoảng 13.000 người, bao gồm 94 trẻ em, vẫn ở lại Borod trong bối cảnh việc sơ tán đang diễn ra. Trước đây, thị trấn này có dân số khoảng 60.000 người vào tháng 1 năm 2022. Khi tình hình an ninh tiếp tục xấu đi, ga xe lửa của Borod đã bị đóng cửa để sơ tán dân cư vào đầu tuần này. Hiện tại, các cuộc sơ tán đang được tổ chức bằng ga xe lửa ở Bolova, thuộc tỉnh Diro Petrov, một thành phố Kasporov khoảng 100 km về phía Tây. Theo Prada Ukraine, vào ngày 4 tháng 10, quân đội Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của tỉnh Sumy, gây ra 84 vụ nổ và làm một thường dân bị thương. Một cuộc tấn công bằng tên lửa đã được ghi nhận tại Okika. Các khu vực tấn công bao gồm Mykolaiv, Milobila, Krasnobilia và nhiều nơi khác. Cùng ngày, quân đội Nga cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào tỉnh Zaporizhia. Thông tin về thiệt hại và thương vong vẫn đang được xác minh. Các cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực. Với quân đội Nga gia tăng hoạt động quân sự, nhấn mạnh vào tình hình an ninh vẫn rất căng thẳng ở Ukraine. Trong khi khói lửa ở Ukraine chưa dứt, mặc dù đã có cảnh báo từ các quan chức Ukraine và Israel về các rủi ro an ninh, khoảng 35.000 người hành hương đã đến Uman, thuộc tỉnh Chekasi, để ăn mừng ngày lễ năm mới của người Do Thái, Rosh Hashanah năm nay. Kiev Independent dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng địa phương. Các tín đồ đã tập trung cầu nguyện tại mộ của Rabbi Nachman, một nhân vật quan trọng trong phong trào Hasidic, một nhánh của người Do Thái chính thống ở Đông Âu. Rabbi Bose Roven Asman, một lãnh đạo đổi bật trong cộng đồng Do Thái ở Ukraine, trước đó đã khuyên các tín đồ nên tránh việc đến quốc gia này vì những lo ngại về an toàn, dù như người vẫn tiến hành hành trình hành hương hàng năm của họ. Ông Rabbi Bose Roven Asman nói với AB rằng, Mỗi năm, kể từ khi Nga tấn công toàn diện, tôi nhiều lần phát biểu trên truyền hình và phát hành Israel kêu gọi các tín đồ do Thái không đến Ukraine. Mối quan tâm hàng đầu của tôi là an nguy của mọi người. Năm nay, hơn 14.000 người hành hương do Thái không thể đến Uman ở Ukraine trong chuyến hành hương Rosh Hashanah hàng năm, do các vấn đề phát sinh từ vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel vào đầu tuần. Vụ tấn công đã chứng kiến được 180 tên lửa được phóng đi, dẫn đến việc hủy bỏ một số chuyến bay từ Israel. Chuyến hành hương năm nay cũng trùng với những ngày căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, bao gồm các cuộc xung đột của Israel với Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Do không phận Ukraine bị đóng cửa kể từ khi Nga tấn công toàn diện vào tháng 2 năm 2022, các tín đồ đã phải di chuyển bằng đường bộ qua các quốc gia châu Âu khác. Chuyển qua các thông tin về đường đua bầu cử Mỹ và an ninh ở khu vực khác trên thế giới, thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham dự một cuộc vận động bầu cử quan trọng tại Flint, Michigan, cùng với ngôi sao bóng đổ Magic Johnson vào ngày 4 tháng 10. Tại đây, bà Harris đã công kích mạnh mẽ cựu tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã chứng kiến sự mất mát lớn trong ngành sản xuất của Mỹ, đặc biệt tại bang Michigan. Trong bài phát biểu của mình, bà Harris cho biết ông Trump từng hứa hẹn sẽ phục hồi ngành sản xuất. Nhưng thực tế, nước Mỹ đã mất gần 200.000 việc làm trong lĩnh vực này dưới thời của ông. Trong đó có hàng chục nghìn công việc tại Michigan. Bà Harris còn chỉ trích ông Trump là một trong những kẻ thua cuộc lớn nhất trong lịch sử về việc làm sản xuất. Phó Tổng thống Harris cũng thừa nhận rằng cuộc đua bầu cử sắp tới sẽ rất căng thẳng. Nhưng bà khẳng định chiến dịch của mình không ngại khó khăn và sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng. Bà nhấn mạnh, chúng tôi là những người yếu thế, nhưng chúng tôi thích làm việc chăm chỉ và với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào tháng 11. Xuất hiện trong buổi vận động, ngôi sao bóng rổ Magic Johnson phát biểu rằng năm 2024 là năm của phụ nữ và nhắc đến việc Mexico đã bầu tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử tại sao chúng ta không chắc chắn rằng tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ bầu vị nữ tổng thống đầu tiên của mình, Kamala Harris? Johnson phát biểu trước đám đông đầy phấn khích. Trước cuộc vận động, bà Harris đã gặp gỡ các lãnh đạo người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo tại phim. Nỗ lực thu hút lại sự ủng hộ từ nhóm cử tri này sau những bất mạng với chính sách của Mỹ đối với các cuộc chiến ở Gaza và Liban. Michigan là bang quan trọng và sự ủng hộ của các cộng đồng thiểu số có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua tổng thống sắp tới. Tại Trung Mỹ, theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tuyên bố hôm qua, ít nhất 70 người, bao gồm 10 phụ nữ và 3 trẻ em sơ sinh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do băng đảng thực hiện tại thị trấn Ponsonde, miền trung Haiti. Các thành viên của băng đảng Grand Grip đã sử dụng súng trường tự động để tấn công. Cuộc tấn công xảy ra tại vùng Artebonic, một trung tâm nông nghiệp quan trọng cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 80 km về phía bắc, nơi bạo lực của băng đảng đã lan rộng. Ngoài những người chết, ít nhất 16 người đã bị thương nặng bao gồm cả hai thành viên băng đảng trong cuộc đọ súng với cảnh sát Haiti. Bộ tội phạm cũng đã đốt cháy ít nhất 45 ngôi nhà và 34 phương tiện, buộc nhiều cư dân phải bỏ chạy. Bộ Y tế Haiti cho biết họ đã huy động lực lượng để phản ứng với sự việc nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường do tình hình an ninh căng thẳng. Thủ tướng Haiti Gary Cornell đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng và khẳng định rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ tăng cường phản ứng đối với tội ác này. Ông gọi cuộc tấn công này là một tội ác gây tởm nhắm vào những người dân vô tội, và gọi đây là một cuộc tấn công vào cả quốc gia Haiti. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hỗ trợ tài chính và hậu cần cho dịch vụ hỗ trợ an ninh đa quốc gia MSS, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra nhanh chóng và đầy đủ về cuộc tấn công này, cũng như việc bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ. Ban đảng toàn kiếp mạnh nhất tại vùng Artipolis đứng sau vụ tấn công này và thủ lĩnh của chúng, Luxon Allen, đã bị Mỹ trừng phạt vì những hành vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm bắt cóc, giết người và hàm hiếp còn tại điểm đóng châu Á, thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng Trung Quốc tấn công thô bạo ở quần đảo Hoàng Sa, ngày 4 tháng 10, Philippines đã lên án các quan chức hàng hải Trung Quốc vì đã thực hiện một cuộc tấn công không có lý do chính đáng vào cư dân Việt Nam tại vùng biển tranh chấp ở biển Đông, khiêu khích thêm trong cuộc tranh cãi căng thẳng về sự việc này. Trung Quốc không ngay lập tức phản hồi về tuyên bố của Philippines. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ardo cho biết. Quốc gia này đứng về phía Việt Nam trong việc lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Việc sử dụng vũ lực đối với dân thường như vậy rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại đến phạm giá con người cơ bản, ông tuyên bố. Philippines và Việt Nam cũng có những tuyên bố chồng lấn về các đảo ở Biển Đông, Như hồi tháng 8, cả hai nước này đã đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ hơn và giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Lực lượng cảnh sát biển của hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã lên tiếng vào ngày 4 tháng 10 cho biết họ đã nắm thông tin về một sự cố nghiêm trọng giữa người dân Việt Nam và các cơ quan hàng hải Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các bên liên quan phải kiềm chế thực sự. Nikki Asia đưa tin, Hàn Quốc sẽ tăng mức đóng góp trong việc duy trì quân đội Mỹ đóng quân tại nước này theo một thỏa thuận vừa được công bố vào hôm 4 tháng 10. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, đóng góp của Hàn Quốc sẽ đạt gần 1,52 ngàn tỷ won, tương đương 1,12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, tăng 8,3% so với năm 2025. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn trong một năm nữa và các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra kể từ cuối tháng 4 với tốc độ nhanh chóng. Việc đạt được thỏa thuận này dường như đã được hình thành sau những yêu cầu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump trước đó đã không thành công trong việc yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp 5 lần mức đóng góp, khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn. Giờ đây, khi ông Trump đang quay lại tranh cử cho vị trí tổng thống Mỹ, Hàn Quốc có thể phải đối mặt với những thách thức trong cuộc đàm phán tiếp theo nếu ông tái đắc cử. Điều này có thể khiến Seoul trở nên cấp bách hơn trong việc đạt được thỏa thuận. Thỏa thuận mới sẽ yêu cầu Hàn Quốc chịu một phần chi phí duy trì quân đội Mỹ tại nước này, bao gồm các khoản chi liên quan đến nhân sự, xây dựng và hỗ trợ quân sự. Theo thỏa thuận hiện tại, mức đóng góp của Hàn Quốc đã tăng 13,9% so với năm 2021. Tuy nhiên, vào năm 2026, mức tăng sẽ kiêm tốn hơn, trong giai đoạn từ 2027 đến năm 2030, mức tăng hàng năm sẽ dựa trên sự tăng trưởng của chỉ số giá tiêu dùng. Sáng nay ngày 5 tháng 10, chính quyền Hàn Quốc đã xác nhận thêm một trường hợp mắc bệnh viêm da nổi cục, Loppy Skin Disease, LSD, trên gia súc, nâng tổng số ca mắc trong năm 2024 lên 8 trường hợp. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, trường hợp mới nhất được phát hiện vào ngày 4 tháng 10 tại một trang trại ở Gyeongsong, cách thủ đô Seoul khoảng 160 km về phía đông bắc, Trước đó, chỉ một ngày, hai trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại các trang trại ở Giang Giang và Pontec. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền đã lập tức phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết. Bộ Đông nghiệp cũng yêu cầu các chính quyền địa phương tăng cường phòng ngừa và hoàn thành việc tiêm vaccine cho gia súc trước cuối tháng 10. Viêm da nổi cục là một bệnh truyền nhiễm cao, gây ra triệu chứng như tổn thương da, sốt và mất cảm giác ngon miệng, có thể dẫn đến giảm sáng lượng sữa và thậm chí tử vong. Bệnh lây lan qua bụi và các côn trùng hút máu khác chủ yếu ảnh hưởng đến trâu và bò. Theo thông tin mới đây, Colombia hiện đang nỗ lực để xây dựng một cam kết thống nhất về khí hậu và đa dạng sinh học nhằm kết hợp các hoạt động bảo vệ thiên nhiên với việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong khuôn khổ các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc. Bộ trưởng Môi trường Colombia, Susana Mohamed đã chia sẻ thông tin với Reuters vào ngày 4 tháng 10. Quốc gia Nam Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đa dạng sinh học COP16 vào cuối tháng này với mục tiêu ngăn thiên nhiên bị tàn phá. Bà Muhammad sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội nghị này. Hiện tại, Liên Hợp Quốc có ba Công ước môi trường riêng biệt về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và sa mạc hóa. Cuộc đàm phán và cam kết được thực hiện riêng cho từng vấn đề, bà nói. Nếu chúng ta chỉ lặp lại những điều lệ giống nhau cho cả ba Công ước, thì việc này sẽ lãng phí thời gian và có thể làm mất đi cơ hội hợp tác. Ý tưởng thực hiện cam kết và kế hoạch thống nhất đã được Panama đưa ra tại một cuộc họp của các bộ trưởng môi trường Mỹ Latin ở Rio de Janeiro vào tháng trước và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hai quốc gia khác. Bà Muhammad cho biết Colombia có thể phát triển kế hoạch thống nhất này trước COP30. Hội kỳ thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc này sẽ tổ chức tại Brazil vào năm 2025. Đồng thời, Colombia cũng đang thúc đẩy nhân quyền trở thành trung tâm trong kế hoạch môi trường và sẽ khởi động liên minh hòa bình với thiên nhiên tại COP16 và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo